Em An Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng. Em mới vừa về một cái bộ dụng cụ làm vườn dành cho mấy chị nữ ha, rất là đẹp ha. Mấy anh tặng quà cho mấy chị nữ cũng rất là hay và rất là hợp lý cho mấy chị mình làm vườn, nói chung là tập thể dục này kia. Đó thì một bộ dụng cụ của nó là nó gồm những cái chi tiết như thế này đây mấy anh chị ha. Đó, một cái cây cào nè, một cái cào đất, đó, cào đất, cào cỏ rồi để nhổ cỏ lên á. Rồi một cái xẻng để xúc ha, mà màu sắc màu sặc sỡ lắm, nó phủ melamin, nó bằng nhôm nha mấy anh chị nha. Tất cả bộ sản phẩm này là nó bằng nhôm. Rồi bên cạnh đó nó có một cái kéo để bấm cành ha, cắt hoa hồng, cắt này cắt nọ kia. Rồi một đôi găng tay rất là xinh ha, một đôi găng tay rất là xinh, đẹp lắm nha mấy anh chị ha. Đó, một bộ như thế này nó chỉ có 380.000 thôi mấy anh chị ha. Đó, mình đeo găng tay vô, mấy chị đeo vô để làm vườn rồi nó đây rất là hay, rất là đẹp. Đó thì nó chọn bộ sản phẩm của Pro này, một thương hiệu rất là nổi tiếng ha, được bán rất là mạnh ở thì tại thị trường Mỹ luôn đó, Pro đó. Anh chị em nào lấy thì nhắn tin giúp em ha, tên địa chỉ là ghi ship cho anh một bộ dụng cụ làm vườn 380.000 là em biết ha. Nó chọn bộ như thế này mà chỉ có 380.000 mấy anh chị, đẹp hết sảy luôn, 37 luôn. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng.